Trước đó, ngày 28 tháng 10, từ tin báo của người dân về một nhóm đối tượng đang mang theo nhiều hung khí như dao tự chế, mã tấu, rựa đến các quán cà phê ở xã Trường Hòa và Trường Tây, thị xã Hòa Thành đập phá, làm hư hỏng tài sản, mục đích buộc các chủ quán nộp tiền bảo kê 500.000 đồng một ngày. Công an thị xã Hòa Thành phối hợp phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh Tây Ninh đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, truy bắt và mời làm việc chính đối tượng. Tăng vật thu giữ gồm 9 cây dao tự chế, 2 cây rựa, 1 ống sắt, 4 xe máy. Bước đầu các đối tượng khai nhận do không có nghề nghiệp ổn định, không tiền tiêu xài nên điều khiển xe máy mang theo nhiều hung khí tự chế đến các quán cà phê võng trên đường cầu Trường Long thuộc khu vực giáp ranh giữa xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu và xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành để đập phá tài sản. Mục đích buộc chủ quán đưa tiền bảo kê. Từ tháng 9 năm 2022 đến nay, nhóm này đã thu tiền bảo kê tại một số quán cà phê với tổng số tiền chiếm đoạt trên 10 triệu đồng. Các đối tượng trong băng nhóm đều có tiền án tiền sự về các tội tàn trữ trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản và giết người. Hiện công an thị xã Hòa Thành đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản và đang tiếp tục điều tra mở rộng.